làm cái video food tour Đà Nẵng thôi. Ăn mì Quảng Gà, ăn vào là biết là tôi ở Việt Nam rồi. Ta nôi, nó thơm, nó đậm đà, dã man luôn, ngon ngon. Tiếp theo là ăn bánh cuốn, nổi tiếng nhất ở Đà Nẵng. Nhưng chà bông chê nha, chà bông hơi mặn nha. Còn lại chả ngon, bánh cuốn mềm, thơm. Mami tôi ăn nhiệt tình như vậy là biết rồi. Tiếp theo là ăn bánh xèo và bánh tráng cuốn thịt heo nêm lụi. Ta nôi nước chấm mắm nêm. Ăn với lại bánh tráng cuốn thịt heo là hết sảy. Chiều chiều lê lết lên cả ngã Ba Huế hơi xa xa một chút đi ăn bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc, bánh ướt. Trời ơi, ta nói cái chén bánh bèo, cái này là siêu phẩm. Mini bánh bèo nhỏ xíu xíu à, một cái muỗng vào cái miệng là hết. Trời ơi, ăn nó đã vậy đâu. Nè, cái bánh bột lọc tôm nè, nó trong, nó mềm, nó dẻo. Vậy mới là ngon, xuất sắc nha. Nước mắm nó đặc đặc, quẹo quẹo nữa. Trời ơi, nhức cái nách, nhức cái nách. Ăn mặn nhiều rồi, tới ngày ăn chay tôi đi ăn quán Thúy nha. Trời ơi, cái tương ớt nó đặc keo kìa. Ăn cao lầu chay và bún thịt nướng chay và phở cuốn. Ta nói cái nước chấm nó sệt sệt kìa, ăn ngon quá trời luôn. Ta nói đi ăn mà cái quán nó đông quá trời, hen quá còn dư được cái bàn á trời. Đi du lịch Đà Nẵng là đừng có quen ăn bún chả cá nha. Ăn bún chả cá Đà Nẵng mình thì ăn quán Hờn. Quán này là chả nhà tự làm, ăn rất là thơm là ngon luôn. Chà chà, nhìn ông chồng tôi ăn là biết ngon rồi. Giờ xem lại mà tôi tưa nước miếng quá trời ơi, thèm thèm. Tiếp theo là dẫn chồng ăn bánh mì heo quay. Ta nói ổng thèm ăn thịt heo quay, dạ mang luôn. Đi về là cho ổng ăn liền.